Lâu quá vậy ta, hẹn giờ này chưa tới nữa. Thử gì giờ này chưa tới nữa. Dạ em chào anh. Em xin lỗi anh tới trễ tại em kẹt xe ngoài đó. Là em đúng không? Dạ em nè. Ủa anh không nhớ em hôm qua em gửi mail cho anh đâu đó. Em thực tập hôm nay. Dạ em thực tập hôm nay. Em tên là Ken à. Ken. Dạ. Ok. Em ngồi được không anh? Ok ngồi đi ngồi. Dạ đi. Dạ. Nhìn cũng không giống thực tập lắm. Em tính thực tập vô vị trí văn phòng hay là kiểu Dạ không, em hôm nay là em muốn tập làm rapper anh. Rapper. Dạ. Ok anh nghĩ nếu mà tập rapper thì mình phải thử trước đã. Dạ thử anh đi. Thử cho anh bây giờ anh muốn em thử gì em làm gì em cũng làm được. Em từng là làm nhân viên rồi nè. Em từng bán cơm nè, em từng làm quán net nè, mẹ bị đuổi hết rồi. Vậy trước tiên thì nói chung là cái việc mình sẽ làm cho outfit em nó có một cái gọi là liên kết với lại cái việc em thực tập hơn. Dạ. Tuy là cái việc mặc đồ nó không liên quan đến rapper lắm. Vậy thì bây giờ em mặc gì vậy ta, hay là em mặc cảm nhỉ? Nhưng bây giờ em không có gì em mặc hết. Tặng tiện ở đây thì anh sẽ có những bộ đồ cho các thực tập sinh mới. Và anh thấy một bộ rất là hợp với em, ví dụ như bộ này. Trời ơi. Hình như lộn kiểu. Theo anh thì em nên mặc cái nào hợp lý nhất? Cái nào mà nó cháy, nó slay chút xíu. Sao thấy anh dính với cái này quá ta? Anh dính cái này. Anh nghĩ là nếu mà tướng em thì sẽ mặc khá hợp với hoodie. Cái này đúng không? Chính xác. Dạ rồi. Rồi ok, đưa đây mình. Quên, anh tưởng mình vô shop, anh thích thử đồ hả? Okay. Rồi. Bucket hat. Chính xác. Bucket hat anh rất là thích. Ok, vậy để em thay đồ ha. Let's go. Rồi, ok. Ok. A few inches later. Đó, đây. Nhìn em rapper chưa? Rapper rồi đó. Còn anh còn thấy thiếu gì nữa không? Có. Thiếu gì anh? Thiếu âm nhạc em ạ. Âm nhạc chính hả? Chính xác. Đó, chúng ta phải coi thử là em đã nắm bắt được đến đâu. Dạ. Trong cái âm nhạc này, cái nhịp của em nó sẽ nằm ở đâu. Và anh nghĩ là việc đó sẽ làm ở trên phòng thu. Phòng thu hả? Ok, let's go. Dạ ok, đi thôi. Ok, let's go. Ôi, trời phòng thu anh đẹp vậy. Cũng xương xương, một vài thiết bị thôi. Một vài thiết bị đẹp quá trời luôn. Hai mic hả anh? Đúng vậy, một mic thì để mình chơi game, còn một mic thì để mình thu. Trời ơi, chơi game. Dạ, bây giờ mình làm gì anh? Trước tiên, anh muốn biết được là em sẽ có những cái kiến thức gì rồi. Ví dụ như những cái đơn giản như phần 2, phần 3 thì chắc em biết rồi đúng không? Em biết theo kiểu cảm hứng á. Cứ là ví dụ như em thấy cái này nó hợp lý thì em sẽ nhét nó vô. Chứ em không có kiến thức về vần, em không có kiến thức là em... Có nghĩa là nó có công thức không anh? Ví dụ tiếng Anh thì có subject cộng gì đó gì đó. Đúng thì vậy. Thì công thức của nó chính là làm sao để cho hai cái chữ đó nó giống vần với nhau. Ôi ớt. Tại vì cái vần á nó sẽ giúp cho em bắt được cái nhịp hơn. Yeah. Giống như là ví dụ như trong câu đó đi. Câu đó là có 7 chữ đi. Yeah. Nó chia làm 4 nhịp. Yeah. 4 nhịp 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Thì em thay vì rapper mình chỉ thả vần ở vần cuối. Cây đàn. Yeah. Rồi mây tàn đó dạng vậy, nhưng mà bây giờ mình có thể đó là vần đôi đó. Dạ. Vần đôi vậy, nhưng mà bây giờ mình có thể mình để lên vần đầu là cây đàn, đàn một hồi thì nó mây tàn, ví dụ vậy. Nơi cái cách mà em đặt chữ vô, ví dụ như là em đặt vần vô từng cái chỗ nào trong bốn nhịp đó. Dạ. Nó sẽ tạo ra cái flow. Dạ. Và cái flow đó là cái cách mà để người nghe người ta cảm thấy là ô anh này chơi nhịp hay quá. Nên là cái vần nó rất quan trọng. Bảo anh đâu giờ anh cho em thử một câu đi, sao em thử đối lại cái câu bằng cái vần của anh. Ok anh một câu. Ở đây cùng với cậu em thực tập mới sáng thôi nhưng mà chúng tôi rất là cập rập. Hợp lý. Mình đúng cái là mình phải ok. Còn một câu này, một câu khó hơn hả? Anh không biết chơi đàn piano. Khó thật. Piano hả? Nhưng anh biết nghe nhạc trên radio. Cũng được, ý là anh, nghe luôn. Đúng vậy, anh vừa nghe radio rồi đi ra đi vô. Ok, em nắm được cái cơ bản rồi đó. Yeah. Thôi bây giờ mình thử freestyle đi. Khoan, bây giờ anh cho em một chủ đề đi. Chủ đề, ok. Em thích về gì đi? Em thích chơi game. Game, ok, vậy giờ mình sẽ nói gì đó về game. Về game. Ví dụ như là mình thua, mình thắng, hoặc là mình ghét cái thằng này nó chơi ngu quá. Đó, dạng vậy. Cái nào để em thử tiếng Việt thử nha. Thử tiếng Việt thử. Cái nào mà em nghĩ là em nói ra được dễ nhất á, em có thể link được dễ nhất. Ví dụ giống như anh đi. Dạ. Thì là vô Valorant và tao bắn súng, và tao mua súng và xong đó tao bắn chúng. Ví dụ vậy. Hay vậy. Tao bắn chúng nhưng mà không được giật mà phải bắn chúng. Khó rồi ta. Cái này phải chậm là tốt không mình? Thì tại vì mình nghĩ ra chữ chậm thì giống như anh nghĩ ra chữ chậm cũng giống em. Đúng là em sẽ đáp chậm. Em bị gửi chữ chậm rồi, đem thử. Ok, let's go. Cho xin kiếm biết. Ê, dạ. Ê. Hôm nay tôi đang ngồi với là anh Juno Big Boy. Anh Juno Big Boy, không phải là Juno Small Boy. Ê, anh sẽ gánh mình trên Valorant. Tại vì tao không biết bắn súng nhưng tao chỉ biết làm hề trên mạng.
nghe nó kỳ, không có vần nhưng mà thôi ráng. Ê, không biết nào mà tôi đang chiên ráng. Tôi đang rất là ráng. Anh you know, anh hãy đánh giá để xem tôi có đáng giá. Em không biết là em đang rap về cái gì, nhưng mà em đang cố để em cho anh biết. Em không biết em được làm gì thế khó mà nó vừa ra vô vần khó vậy ta. Vô vần khó vậy ta. Anh nghĩ là đó là một sự luyện tập thôi. Dạ. Nhưng mà trong cái sự luyện tập này anh thấy được cái việc là em có thể vibing, em có thể gọi là thực hiện điều đó mà. Dạ, em có thể rap, em có thể ra vần. Yeah, anh cũng dở freestyle. Bây giờ anh với em thử một cái. Anh em thử một cái là anh tung câu, em hướng câu thì em tung ngược lại cho anh. Anh cũng đang tính vậy á. Thử không? Okay, thử okay, okay, thử cho okay, em một cái beat khác được không? Yeah, another one. Anh trước nha. Anh em mình cùng nhau chơi game. Anh em mình cùng nhau chơi game. Anh em mình cùng nhau chơi game. Game gì thì mình không biết. Anh em mình cùng chơi game. Anh em mình cùng chơi game. Anh em mình cùng chơi game. Game gì thì anh không biết. Game Valorant. Đó là game mà ai cũng đang chơi. Tao không muốn chơi, tại vì tao không muốn chơi rồi chết. Vì tao chết là tao sẽ buồn. Xong rồi tao sẽ cởi chuồng. Tao sẽ cởi chuồng. Tao sẽ cởi chuồng ở trong game. Ta sẽ chơi cuộc ở trên đất. Ta sẽ cởi chuồng ở tất cả tất nơi mà tao không muốn muốn biến mất. Một cái nữa đi, một cái mới. Anh cũng dở freestyle lắm nha. Không sao, em cũng vậy. Anh vẫn tiếp tục chơi cái game. Anh em biết tiếp tục chơi game. Anh em tiếp tục chơi game. Nếu mà chơi thua là bị bêm. Nếu mà chơi thắng thì ăn kem. Nếu mà chơi vui thì chơi đi. Đi. Nếu mà chơi vui thì đi xem. Đi xem phim trên rạp. Không xem phim rạp hát. Vì rạp hát không có phim. Nói chung anh cũng phải là anh cũng phải master trong việc freestyle rồi, này em, lắm. Em cũng vậy á. Mà anh đánh giá là em đã đủ gọi là khả năng để trở thành một rapper trước. Anh nghĩ là đủ rồi. Đủ rồi hả? Bây giờ chỉ cần thiếu một bước nữa thôi. Đó là em thực hiện một bài rap đúng nghĩa. Em nghĩ là em phải còn có một cái nghệ danh nữa đúng không? Chính xác, em phải có một cái nghệ danh nào đó. Anh đang tên là You Know Big Boy. Chính xác. Em lấy ngược tên anh này không? Em sẽ là Me Yes Small Boy. Sao nó cũng hợp lý đó rồi. Nó nói ngược lại. Me Yes Small Boy. You Know Big Boy and Me Yes Small Boy. Nhưng mà anh thấy kiểu việc mình đọc cái tên đó ra nó đang hơi gượng đúng không? Hay là để em nghĩ tên khác. Vậy. Tại anh thấy là tên đó nó chưa hợp lý lắm đâu. Đúng rồi, chưa hợp lý lắm. Nhưng mà tên của em bây giờ đang là gì ta? Em là Ken Jim Boy. Ken Jim Boy. Anh nghĩ là mình có thể phát triển cái tên của em từ đó. Hay là... Hey JB. And you know Big Boy. Let's go. Part-time rapper, I'm a part-time rapper. I spit some bars so cold, you're about to catch one. And not a killer, but a slayer on this beat. Pen and paper, volume up and watch me John Wick this shit. So you just call me KJB. My lyrics still be shocking, so call it an EMP. These bass will knock you out, watch out, they are not friendly. I'm rubbing on the mic, yeah bro, I'm the new MC. I know you're thinking that the song is not the crap, cause I don't rap much and my skill is kinda whack. But a wise man said, there's always room to grow. So check out this beat and tap on your feet, come close and better check out this flow. 2023, I'ma be just living my life and call the police, it's KJB murdering rhymes. And rapping is my heart, but it's not my 9-to-5. That's my time, that's part of the rap, don't do full-time rap, cause my life is a drama. Part-time rapper, I'm a part-time rapper. I spit some bars so cold, you're about to catch one. And not a killer, but a slayer on this beat. Pen and paper, volume up and watch me John Wick this shit. Part-time rapper, I'm a part-time rapper. Spit some bars so cold, you're about to catch one. Not a killer, but I slay on this beat. Pen and paper, volume up and watch me John Wick this shit, watch me jump with this shit. Không chỉ là chơi bang, thời gian anh rang vào để sau nó this only shit. Take a little time, let's rhyme. Anh còn phải chơi game giải trí. Sao con beat này nhào cho xong để anh còn leo răng tí chi ra si. Rap vẫn là VIP, game giải trí. Thì rap cũng để giải trí. What? Do you know, khi nào anh ra nhạc, you know cũng don't know. Do you know, chừng nào full time làm rap, đến lúc đó ra nhạc, you know. Let's go! Part-time rapper, I'm a part-time rapper. I'm not a full-time or a half-time, just a part-time rapper. I'm not a killer, but a slayer on this beat. Pen and paper, volume up and watch me John Wick this shit, Part-time rapper, I'm a part-time rapper. Part-time rapper, I'm a part-time rapper. Part-time rapper, I'm a part of a rap. If I was a rap song, then I'ma be a part-time rap. Part-time rap. Ồ,
luôn ha. Cảm ơn anh nhiều. Thank you. Let's go, đi ăn cái nào. Đi ăn. Ăn cái đầu rồi. Đúng rồi, rồi xong bị bắn đầu lại, thua. Find the hole. Thôi, cốc, shit. Được, sao cắt, được.